qua anh ta bị bà La La sạc cho một trận tơi bời không kịp vuốt mặt luôn. Thì cũng hả? Cười người hôm trước hôm sau người cười. Tại sao anh ta không hé răng để giải thích cái lý do đi trễ của mình? Mọi người có biết nguyên nhân tại sao anh ta đi trễ chưa? Mà lại quá đáng như vậy. Sao chị phải nhảy dựng lên thế? Thật ra ngày hôm đó anh... Quang Chi, ra ngoài gặp tôi có chút việc. Bộ anh không nghe họ nói gì vậy anh hả? Tôi muốn tức đi, tức điên lên được nè. Đã quá. Tôi phải về. Tôi sẽ về đúng vị trí của mình. Cô đừng nói bất kỳ chuyện gì về tôi với Annabelle nhé. Em sẽ cố gắng hết sức mình. Cố gắng lên nha, chúc cô may mắn. Cảm ơn anh. Cố gắng hết sức mình. Fighting.